Bé trai 11 tháng tuổi trúng thưởng liều thuốc đắt đỏ nhất thế giới trị giá gần 50 tỷ đồng. Không may sinh ra đã mắc phải căn bệnh teo cơ tủy hiếm gặp. Bé Tuấn Kiệt 11 tháng tuổi tại Bắc Ninh là bệnh nhân rất may mắn được trúng thưởng loại thuốc điều trị đắt đỏ. Lúc sơ sinh bé Kiệt hoàn toàn bình thường, tới khi 3 tháng tuổi bé Kiệt có dấu hiệu yếu cơ nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để khám. Bé được chẩn đoán mắc bệnh teo cơ tủy sống. Trong gia đình bé Kiệt có anh trai mắc phải căn bệnh do gen di truyền này. Gia đình bé Kiệt cho biết cả hai anh em Kiệt đều có triệu chứng hai chân nhỏ hơn so với cơ thể. Khi đưa con đi khám, gia đình mới biết con mắc phải bệnh teo cơ tủy, một căn bệnh di truyền gen lặn. Căn bệnh này khiến cho trẻ thoái hóa vận động và tử vong sớm do liệt cơ hô hấp, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Để điều trị cho căn bệnh teo cơ tủy năm 2019, các bác sĩ trên thế giới sử dụng biện pháp thay thế gen có tên là Zolgensma, nhưng chỉ áp dụng cho bệnh nhi dưới 2 tuổi. Loại thuốc này được phát triển có giá là 2,1 triệu USD, khoảng 48,6 tỷ đồng một liều, đắt nhất thế giới vào thời điểm ra đời. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Nội tiết Chuyển hóa Di truyền Liệu pháp Phân tử cho biết, thuốc Zolgensma có tác dụng giúp trẻ thở được mà không cần máy móc, có thể tự ngồi, bò và đi lại chỉ với một lần truyền. Số liệu mới nhất cho thấy Zolgensma giúp cải thiện nhanh chóng và bền vững chức năng vận động của trẻ mắc bệnh teo cơ tủy sống type 1 và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, loại thuốc này có chi phí đắt đỏ lên tới 50 tỷ đồng, dùng một lần trong đời. Cơ chế hoạt động là thay thế gen bị bệnh, đưa gen bình thường vào trong thần kinh tủy. Do chi phí quá cao nên không phải bệnh nhân mắc bệnh nào cũng có thể điều trị được. Bác sĩ Khánh cho biết rất may mắn bệnh nhân Tuấn Kiệt đã bốc thăm trúng thưởng liều thuốc Zolgensma nhờ tham gia chương trình mở rộng tiếp cận điều trị với Novartis. Theo đó, hai lần trên một tuần, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ gửi mã số bệnh nhân đến công ty Evercit để tham gia bốc thăm, tìm cơ hội trúng thưởng loại thuốc đắt nhất thế giới. Hình thức tặng thuốc là quay xổ số, ngẫu nhiên chọn ra bệnh nhân để tặng thuốc. Zolgensma là thuốc hiếm hiện chỉ được cấp phép lưu hành tại Mỹ, Canada, Nhật Bản và EU, chưa được chấp thuận ở Việt Nam. Do vậy, hành trình thuốc đến với bệnh nhi trải qua rất nhiều bước đi phức tạp. Sau 4 tháng khi có kết quả bốc thăm, thuốc được đưa về Việt Nam. Ngay sau đó, thuốc đã được dùng cho bé Kiệt với sự giám sát của ekip gồm hàng chục nhân viên y tế. Rất may mắn mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Sau nửa năm dùng thuốc và tập phục hồi chức năng, vận động của bệnh nhi đã tiến triển vượt bậc. Bệnh nhi đã có thể tự ngồi một mình, hai chân đung đưa và tự đẩy võng cho mình. Mỗi năm, chương trình mở rộng tiếp cận với điều trị Novartis chỉ cung cấp khoảng 50 lọ thuốc, nhưng có rất nhiều bệnh nhi ở các nước tham gia. Theo bác sĩ Khánh, ngoài bệnh nhân Tuấn Kiệt, đã có 6 trường hợp bệnh nhi đã may mắn bốc thăm và có thuốc. Hiện tại, bệnh viện đang điều trị cho 14 bé mắc teo cơ tủy đợi thuốc. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.